Ok, hôm nay hai các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đào Lâm Fitness. Ngày hôm nay mình sẽ trả lời cho các bạn một cái câu hỏi là có rất nhiều bạn, tại vì mình đăng trên fanpage của mình, đó là mình thường xuyên mình ăn ăn trước tập, thậm chí như là mình ăn sau tập thì mình sẽ nấu một phần đồ ăn nó như thế này. Đó là ví dụ một phần đồ ăn giống như trong hình các bạn đang xem, thì cái phần đồ ăn này của mình nó bao gồm là một chén cơm. Mình nấu thì mình nấu 2 lon gạo, 2 lon đó là 3 lạng. 3 lạng đó, mỗi lạng gạo thì nó khoảng tầm nhiêu calorie quên ta, cỡ 350 calorie, và 3 lạng gạo tức cỡ 1000 calorie, mà 3 lon gạo đó mình lấy ra được khoảng tầm là 3 chén cơm. Tức là một chén cơm là gần một lạng luôn á, hoặc là 4 chén, tại vì mình nấu ít nước, khá là ít nước. Rồi, như vậy thì sau khi tập hoặc là trước khi tập, cái thời điểm mà trước khi tập á, thì mình sẽ ăn nhiều hơn tinh bột một chút. Bởi vì lúc tập á, cái buổi tập của mình, mình thường tập khoảng tầm 7 đến 8 bài và nó kéo dài ra như vậy, nó rất là hao năng lượng. Ở chính vì cái lý do mà nó hao năng lượng nhiều như vậy, thường một buổi tập có khi nó lên tới 15 tấn, thậm chí 18 tấn, nó kéo dài đến 1 tiếng rưỡi. Nếu mà mình trước khi tập mình ăn khoảng một chén cơm đó, mình không đủ sức để mình bơi hết khoảng 1 tiếng rưỡi buổi tập. Tất nhiên đó là với mình thôi, còn với các bạn thì các bạn có thể ăn ít cơm hơn một chút do cái cường độ các bạn tập thấp hơn. Tuy nhiên cái vấn đề đó là lý do mà tại sao mà cái thời điểm mà khoảng không thể không ăn tinh bột trước tập ha, tại vì không có như mình, bạn sẽ không có đủ sức để bạn tập luyện, và sau tập bạn cũng phải ăn tinh bột. Đó vấn đề là mình nói về cái chén cơm đó nha, rồi sau tập mình sẽ ăn cỡ một chén cơm rồi. Và trước tập, cái khẩu phần của mình với trước tập và sau tập thường nó sẽ khá là giống nhau. Rồi trước tập thì khoảng là 2 chén cơm, cỡ 2 lạng gà nha, và cỡ thêm cỡ một trái kiwi. Nhưng sau tập mình sẽ ăn là một chén cơm, nhưng mà 3 lạng gà và 2 trái kiwi mình trộn vô chung mình ăn. Rồi tại sao, rất nhiều bạn hỏi là tại sao anh ơi, thường em theo em được biết thì ăn bình thường sau khi ăn rồi chúng ta mới ăn trái cây, hoặc là chúng ta nên ăn cơm với rau rồi sau đó chúng ta mới ăn trái cây. Đó là đôi khi là với chế độ bình thường thôi, còn với những người mà tập luyện chuyên nghiệp, tập quen như mình thì cái khả năng mà hấp thụ và tiêu hóa dinh dưỡng khác người bình thường rất là cao. Nên với mình á, thì nhiêu đó trái cây nó là chuyện bình thường, nó tiêu hóa rất là tốt, và hệ tiêu hóa khi mà bạn đã tập luyện lâu năm rồi, cái khả năng trao đổi chất trong cơ thể của bạn nó rất là nhanh, và khả năng tiêu hóa của bạn cũng rất là tốt, nên vì ăn chung trái cây mình cảm thấy rất là dễ ăn. Thêm nữa là bởi vì cơ thể nó còn ăn lượng thịt cá rất là lớn nên đôi khi á mà ghép chung với rau ăn thì thật sự nó rất là ngán, trừ khi những cái món mà đi nấu canh đi, ví dụ như là canh tôm với bí đỏ, canh tôm với các loại bí, canh cá với kèm với cà chua, là nấu chua, rồi canh thịt bò với rau, thì những khi đó mình mới ăn rau nhiều. Hoặc là những khi mà ăn thịt nạc kèm với rau xanh, ăn cá kèm với rau xanh, hoặc là ăn thịt bò kèm với kim chi, thì những khi đó mình mới ăn rau nhiều. Còn bình thường là mình sẽ dùng trái cây để mình thay thế, bởi vì trong ví dụ như là kiwi nè, trong táo nè, trong chuối nè, tất cả các loại trái cây nó đều có một hàm lượng chất xơ nhất định nha. Rồi kèm theo là vitamin, tại vì trước khi tập á, trong cái lúc mà bạn tập luyện á, cái giá trị dinh dưỡng của bạn nó sẽ bị mất đi rất là nhanh, tại vì những cái cơ bắp của bạn như mình nâng lên mình cuốn gì hay mình đẩy, bạn cơ bắp của bạn nó bị căng ra và nó phá hủy những cái vi thể tế bào trong đó rất là nhiều, nó làm cơ thể bạn bị tổn thương. Nên trước buổi tập bạn phải chuẩn bị cái bữa ăn rất là tốt, tại vì nếu mà bạn chỉ ăn qua loa với ăn nhẹ miếng bánh vô buổi tập, bạn tập được khoảng tầm 60% sức của bạn thôi là bạn ban sát rồi, bạn không thể bơi được để mà tập được nhiều rồi kéo dài, tại vì cái buổi tập luyện mà nó kéo dài khoảng tầm 45 phút trở đi, khoảng tới 60 phút 90 phút, hoặc là bạn ráng bạn tập, bạn sẽ rơi vào cái trường hợp đó là khi mà bạn ăn thiếu dinh dưỡng bạn vô bằng tập. Ví dụ như bạn mường tượng, bạn biết được là cái mức tạ của bạn là ví dụ như là 60 kg đi, bạn đẩy ngực hay là kéo lưng với cái máy này đó, ví dụ như kéo lưng gì ha, đó, bạn kéo được 40 kg, bạn kéo được cỡ 5 cái, bạn kéo được cỡ 10 cái, nhưng mà bạn sẽ rất khó, nếu bạn thiếu dinh dưỡng bạn sẽ rất khó bằng tập được 4 hiệp, bạn tập cỡ 1 đến 2 hiệp, và qua hiệp thứ 3 là bạn chỉ kéo được 2-3 cái là bạn mỏi chịu nổi rồi. Đó là quá trình, đó là vấn đề của việc là ăn trước khi tập, tại vì dinh dưỡng nó đủ như vậy. Đó là lý do tại sao mà mình khi mình ăn, mình vừa có cơm, vừa có thịt cá và vừa có thêm một ít trái cây như kiwi, tại vì nó cung cấp rất là nhiều vitamin
Đó, vitamin nó giúp cái cơ bắp của bạn nó liên kết, nó tái tạo, nó nối với nhau rất là nhanh và nó phục hồi nhanh hơn trạng thái bình thường. Đó là lý do mà mình ăn. Còn sau khi tập nó càng tròn hơn nữa, đó là lý do tại sao trước tập mình ăn cỡ một quả kiwi mà sau tập thì mình lại ăn nhiều thịt gà hơn và ăn nhiều kiwi hơn, có khi mình ăn hai quả cùng lúc. Bởi vì sau tập thì cái khoảng thời gian mà cơ bắp nó bị tổn thương cả cái buổi tập rồi, nó còn tái tạo rất là nhanh. Có rất nhiều bạn sau tập lại không cung cấp đủ dinh dưỡng cho cơ thể, ví dụ như các bạn chỉ ăn một miếng một ít thịt không được, hoặc là chỉ ăn tinh bột cũng không được, thậm chí chỉ ăn trái cây cũng được mà phải ăn cả ba cái cùng lúc. Bởi vì cơ ví dụ như là vấn đề nó nằm ở chỗ là sau khi tập cơ bắp của bạn nó còn cái sự tái tạo, nó tái tạo càng nhanh bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Bởi vì nếu nó tái tạo chậm, qua ngày mai bạn sẽ bị mỏi, ngày mai bạn sẽ không tập hết sức được, nó dẫn đến việc thậm chí là ngày mốt ngày kia, dẫn đến việc cả tuần, là thực chất là cả tuần bạn tập 5 ngày nhưng mà bạn chỉ tập tốt được 2 ngày đầu thôi, còn lại 3 ngày sau bạn mỏi quá vẫn cứ tập, vẫn không bùng sức được, tập cứ xìu xìu anh ở. Đó là lý do. Còn muốn mà tập tốt hết cả 5 ngày là vấn đề dinh dưỡng mà phải cực kỳ và thật sự rất là cố gắng và rất là kỹ lưỡng. Tại vì đó là lý do mà tại sao mình nói là sau bạn các bạn thấy cái bữa ăn của mình sau tập nó luôn luôn có đủ tinh bột, luôn luôn có đủ chất đạm và vitamin cũng như chất xơ. Một là từ rau, hai là từ trái cây, thường mình sẽ chọn trái cây hơn tại vì nó dễ ăn. Sau khi tập nó khi mà nó dễ ăn, nó kích thích não tiêu hóa rất là dễ dễ hấp thụ. Còn nếu mà ăn mà ngán quá, bạn phải tìm cách bạn thay đổi và chế biến lại, bạn hiểu mình nói không? Nhưng chế biến lại nó vẫn phải đảm bảo cái vấn đề đó, là công thức đó là không bỏ nhiều đường, không bỏ nhiều dầu mỡ. Cái đó mới khó, cái đó bạn phải nghiên cứu, cũng như là bạn phải dành thời gian để cơ thể của bạn nó quen ăn cái món đó. Thì khi bạn quen rồi, bạn mới duy trì được cái việc là bạn ăn thường xuyên cái món đó, để cho cơ thể nó vô một cái lịch trình là tập xong sẽ ăn món đó tốt cho sức khỏe, cho cơ thể nó phục hồi để nó khỏe mạnh hơn. Còn nếu bạn quen, bạn chưa luyện được cái quá trình mà ăn, thì quá trình tập của bạn nó cũng sẽ rất khó để mà bạn tiến bộ. Bạn hiểu mình không? Đó lý do là sao các bạn thấy mình ăn cái món này ăn đi ăn lại, trước tập ăn sau tập ăn, trước tập ăn sau tập ăn, sau đó mình ăn rất là nhiều, mình ăn cái món này rất là nhiều lần, ăn đến nỗi mà mình không thèm chụp hình mình up cho các bạn coi nữa, là bởi vì cái món này mình ăn đi ăn lại. Các bạn lên fanpage mình sẽ thấy cái món mà ức gà cơm với kiwi mình ăn một ngày tới 3 bữa vậy là. Tại khi mà ăn quen rồi, cơ thể của mình nó hấp thụ rất là nhanh, nó làm cơ bắp mình phát triển rất là tốt, gia tăng sức mạnh rất là tốt, và những cái món này những cái món rất là sạch và rất là ít đinh, tốt cho sức khỏe của mình nữa. Đó, nó không có đường, không có chất béo, chỉ ướp với một ít mayonnaise, một ít hạt nêm. Đó là lý do mà mình ăn chung như vậy đó, các bạn hiểu không? Thiếu vitamin không được, tại vì thiếu tinh bột không được, thiếu chất đạm không được, phải ăn đúng đủ và cân bằng thì nó mới tốt được. Còn nếu mà chưa hiểu những vấn đề đó, inbox fanpage để đăng ký khóa học online, để trong cái chương trình tập luyện mình sẽ giảng dạy cho bạn về vấn đề đó.